ăn chay trì giới mới được lợi ích đồng phu dân ngủ ở tầng dưới tuổi hơn bốn mươi tánh chất phát rộng rãi bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần nhiều thì mười mấy lần hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả có lần bà lên nhà Hỏi tôi có cách gì giúp bà không Tôi hớm hỉnh bảo Tôi sẽ ra thuốc cho bà Chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê Thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu Và hạng bác sĩ như tôi đây Một xu cũng không lấy Bà đóng thực thà nói Ông cứ kê toa đi Tôi tin ông mà Đắt mấy tôi cũng mua Đắng mấy tôi cũng uống Tôi nói Thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền Tôi thấy bà phải sớm như ăn thịt gà, thịt dịch cá dì ruột dạ dày của bà không tiếp thu được hôi tanh do vậy mỗi ngày bà đều đi chải bắt đầu từ nay trở đi trừ trứng gà không trống ra bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn tôi nói thêm kể từ tối nay trước khi sắp ngủ bà hãy thư giãn thân ngồi cho tốt hít thở đều tĩnh tâm lại nhắm mắt niệm phật nam mô quan thêm bồ tát nửa tiếng chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả nếu niệm một tháng mà không hiệu quả Xem như tôi nói không đúng Tôi sẽ để bà ăn thịt lại Dù sao dùng toa này không tốn tiền Bà có muốn thử hay không? Bà nghe tôi nói Mặt đầy nghi gờ Hỏi Nè, một nữ đồng nghiệp của tôi á Cứ đến ngày rằm mồng một là đi chùa tụng kinh Ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà Nhưng bà ta khắp thân điều bệnh Đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày Nhưng bệnh vẫn không ngớt Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn. Bà ta ăn dai hả? Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật. Chỉ cần không sát sinh là được rồi. Có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn. Bà Động trả lời. Tôi hỏi. Giả dạ sử có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi. do uống rượu mà bị bệnh gan. Thì có phải là không cần kiên cử gì. Cứ mặc tình hút thuốc, dậu thả ga. Chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành. Có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh niệm Phật thì mới có hiệu quả, bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh thì trước cần đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì thì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báo đúng thật là đáng tiếc nếu như không thể tuân hành theo lời phật dặn thì bất kể là dùng thuốc gì khám bác sĩ nào bệnh của bà cũng không trị hết tôi nói có đúng không ông giảng thì tôi hiểu rồi từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm phật mà ông vừa cho nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa mà sẽ học tập theo ông ngày ngày ăn chay niệm phật tối hôm sau bà đổng mặt mày hớn hở báo cáo <laughs> đêm qua tôi về nhà bụng không còn bị đau lúc dùng tối thì không ăn thịt trước khi sắp ngủ thì ngồi tỉnh tọa tôi nhắm mắt niệm phật niệm một chút thì toàn thân phát nóng tôi thầm nghĩ đây có phải là cảm ứng chăng càng niệm thì tâm càng hoan hỉ đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra ôi chào Quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thế. Rồi bà hí hửng phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, Bà đóng không những chứng đau bụng đi tả đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện hành theo lời Phật dạy.